Thưa quý vị và các bạn, với 63,76 điểm, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên năm 2021 tăng tới 14 bậc, vừa lên xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc, vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID công bố sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Hà Nội. Kết quả này đã đạt và vượt mục tiêu của tỉnh Hưng Yên là đến năm 2025 ở nhóm 40 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI cao. Đại diện tỉnh Hưng Yên tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. So với năm 2020, điểm số PCI của tỉnh Hưng Yên tăng 1,53 điểm, đạt tổng số 63,76 điểm, xếp hạng tăng từ thứ 53 lên thứ 39. Trong đó, các chỉ số thành phần quan trọng có sự tăng điểm so với năm trước là chỉ số tiếp cận đất đai tăng từ 6,34 lên 6,94 điểm. Chỉ số tính minh bạch tăng từ 5,31 điểm lên 5,62 điểm. Chỉ số chi phí thời gian tăng từ 8,24 lên 8,46 điểm. Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng từ 4,82 lên 5,75 điểm. Hưng Yên là một trong những tỉnh có sự thăng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc năm 2021. Xin chúc mừng tỉnh Hưng Yên chúng ta năm nay đã có một sự tăng trưởng rất là đột phá trong cái xếp hạng về PCI, đó là tăng tới 14 bậc. Điều này cho thấy là chính quyền Hưng Yên đã có một sự nỗ lực vượt bậc, và nhiệm kỳ này cũng là báo hiệu một cái nhiệm kỳ tôi rất tin là có sự phát triển. Với việc cái đánh giá của các doanh nghiệp rất là công bằng, rất là khách quan, với sự phân tích của các chuyên gia nước ngoài cho thấy là chúng ta đã có nhiều cải thiện trong môi trường kinh doanh, và như vậy Hưng Yên sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp đến đầu tư và kinh doanh. Thực sự Hưng Yên chúng ta được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao vì chúng ta có rất nhiều lợi thế, có một cái vị trí đặc biệt ở kế gần thủ đô và cũng có đường kết nối ra biển rất thuận tiện. Do đó cái thành công của cái năm nay tôi cho rằng mới chỉ là bước đầu. Nhiệm kỳ này chúng ta còn phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, góp vào cái sự phát triển kinh tế của Hưng Yên, góp vào cải thiện đời sống của nhân dân tỉnh nhà. Những năm gần đây, chỉ số PCI của tỉnh Hưng Yên vẫn ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Quyết tâm thay đổi điều này, năm 2021, tỉnh ủy Hưng Yên có kết luận số 223. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Hưng Yên phấn đấu mỗi năm tăng từ 2 đến 5 bậc chỉ số PCI. Với định hướng này, ngay những năm đầu nhiệm kỳ, tỉnh Hưng Yên đã quyết liệt có những giải pháp để quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Có thể nói là năm 2021 thì môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Hưng Yên được tăng rất là rõ rệt. Năm 2020 thì Hưng Yên đứng ở top 53 toàn quốc, và năm 2021 thì Hưng Yên tăng 14 bậc, đứng thứ 39 toàn quốc. Được kết quả này đó là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cấp ủy chính quyền các cấp vào cuộc tích cực và xác định vai trò to lớn là sự phát triển của doanh nghiệp thì đi đôi với việc sự phát triển của tỉnh. Xác định vai trò này thì tất cả hệ thống chính trị, cấp ủy và chính quyền chúng tôi vào cuộc một cách tích cực, thể hiện một số các vấn đề trọng tâm. Thứ nhất đó là công tác cải cách hành chính và nâng cao vai trò người đứng đầu các bộ thủ tục hành chính thì chúng tôi không thể cắt giảm được, nhưng mà cắt giảm cái thời gian thực hiện cái thủ tục hành chính đó đáng 10 ngày thì chúng tôi yêu cầu các cấp chính quyền chỉ thực hiện 5 ngày, và nâng cao vai trò của người đứng đầu và chịu trách nhiệm toàn diện vào đó. Đi đôi với cái việc thực hiện cái việc cải cách hành chính thì nâng cao vai trò giám sát kiểm tra để kiểm tra lại các cái việc mà các địa phương, các ngành đã cam kết để cắt giảm các thời gian thủ tục hành chính. Đi đôi với đó thì chúng tôi cũng xác định chính quyền phải luôn luôn đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp, tháo gỡ tất cả những cái khó khăn của doanh nghiệp để làm sao doanh nghiệp được sản xuất, kinh doanh, đầu tư ở tỉnh Hưng Yên được thuận lợi nhất. Sự phát triển của doanh nghiệp thì đóng vai trò to lớn trong việc phát triển của tỉnh. Và vấn đề thứ ba đó là cái đột biến, là trước đây thì cái tiếp cận đất đai của Hưng Yên là điểm số rất là thấp. Riêng năm 2021
thì cái tiếp cận đất đai của Hiên tăng lên rất là rõ rệt, là thể hiện là cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên vào cuộc tích cực. Ban thường vụ tỉnh ủy chúng tôi có chỉ thị về công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, và đồng chí bí thư tỉnh ủy là trưởng ban chỉ đạo một số các công trình trọng điểm của tỉnh và đồng chí, và sau đó thì ủy ban nhân tỉnh tôi xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị và yêu cầu các cấp các ngành vào cuộc, thành lập các tổ công tác có thể ký liên ngành để giảm bớt giảm ngắn các cái thời gian để thủ tục hành chính, và yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã trên địa phương cũng vậy, và các đồng chí bí thư huyện ủy ở các cấp đều là trưởng ban chỉ đạo về các cái công trình trọng điểm về giải phóng mặt bằng, và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân các huyện làm trưởng ban giải phóng mặt bằng, và kết hợp với các hội đoàn thể để tuyên truyền vận động cho người dân thấy vai trò to lớn sự phát triển của doanh nghiệp để thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn. Năm 2022 thì chúng tôi tiếp tục phát huy những vấn đề mà chúng tôi đã đạt được và thường xuyên giám sát chặt chẽ hơn nữa và đẩy mạnh hơn nữa trong việc sát sao quản lý của các cấp chính quyền địa phương và đi đôi với tuyên truyền vận động, và xác định là sự phát triển của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng và rất lớn trong sự phát triển của tỉnh, thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và chia sẻ với các doanh nghiệp và tháo gỡ tất cả những khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến cái việc đầu tư sản xuất kinh doanh ở tại tỉnh. Cái điểm yếu thì đó là vấn đào tạo và nhân lực. Thì trong thời gian tới sẽ tiếp nhận các nhà đầu tư và các doanh nghiệp về trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực để phù hợp với lại nhu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong địa bàn, là thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về Hưng Yên đầu tư, có một đội ngũ nhân lực dồi dào cả về trí tuệ và cả thực hành cao hơn để giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Báo cáo PCI năm 2021 được xây dựng trên thông tin phản hồi từ trên 11.000 doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là lần thứ 17 chỉ số này được công bố. Tỉnh Quảng Ninh lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng PCI cả nước.